TikToker Nhật Hải Biết Tuốt bị phạt 7,5 triệu vì đăng thông tin sai sự thật với những phát ngôn mang tính quy chụp về văn hóa. An ninh trật tự tại thành phố Hồ Chí Minh, chủ tài khoản Nhật Hải Biết Tuốt bị xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng. Chiều ngày 2 tháng 4, Sở TTTT thành phố Hồ Chí Minh phát đi thông cáo báo chí về việc xử phạt hành chính đối với ông Nguyễn Nhật Hải. Người đã dùng tài khoản TikTok Nhà Thai Biết, TikToker Nhật Hải Biết Tuốt cung cấp, đăng tải thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân. Việc xử phạt hành chính đưa ra sau khi Sở TTTT thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Sở TTTT tỉnh Bắc Giang làm rõ thông tin mà TikToker này đăng tải trên mạng xã hội. Sở TTTT cho biết sau quá trình xem xét và điều tra kỹ lưỡng, cơ quan chức năng kết luận ông Nguyễn Nhật Hải đã vi phạm quy định tại điểm A khoản 1 điều 101 Nghị định 15/2020 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. TikToker Nhật Hải Biết Tuốt bị phạt 7,5 triệu đồng vì đăng tải thông tin sai sự thật. Do đó, Thanh tra Sở TTTT tỉnh Bắc Giang ra quyết định áp dụng biện pháp xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Nhật Hải với mức phạt là 7,5 triệu đồng. Sở TTTT cho biết đây là một cảnh báo cụ thể đối với tất cả cá nhân và tổ chức sử dụng mạng Internet, khuyến khích tuân thủ nghiêm túc các quy định pháp luật về phát ngôn và hạn chế việc phổ biến thông tin không chính xác, thiếu trách nhiệm trên mạng xã hội. Trước đó, ngày 14 tháng 3, mạng xã hội TikTok xôn xao với clip trên kênh Nhật Hải Biết Tuốt với tựa đề Giật Bim Bim ở Sài Gòn với những thông tin mang tính quy chụp về tình hình an ninh trật tự ở thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, TikToker này lấy hình ảnh nhóm thanh niên giật túi bánh tại cửa hàng tạp hóa ở Quy, Bình Thạnh rồi quy chụp ở trong Sài Gòn họ nhậu nguyên ngày nguyên đêm. Chắc là các cụ nhậu đang hết xoài, hết ổi nên tranh thủ giật bim bim để nhậu tiếp. Ngoài ra, người này còn có nhận xét mang tính phiến diện như ở Sài Gòn ấy thân ai biết người đó. Kể cả thấy cũng mặc kệ, tao còn việc của tao, mày bị giật kệ mày, nên Sài Gòn là nơi cực kỳ lý tưởng cho tội phạm hoạt động.